Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, trước thông tin về 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19 mới phát hiện 4 ca tại cộng đồng, trong đó 3 ca tại Đà Nẵng và 1 ca tại Quảng Ngãi. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp với các sở ban ngành của tỉnh nhằm đưa ra những biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay Việt Nam ghi nhận 420 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 4 ca nhiễm bệnh mới, gồm 3 ca tại thành phố Đà Nẵng và 1 ca tại Quảng Ngãi. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế Quảng Nam đã phối hợp CDC Đà Nẵng giám sát, lấy mẫu xét nghiệm và khai báo y tế các trường hợp nghi ngờ với các ca dương tính, gồm F1, F2, F3 để có hướng xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế. Theo đó, ngành y tế Quảng Nam đã thực hiện cách ly tập trung tại Đại Lộc 119 người, Hội An 25 người, Điện Bàn 2, Thăng Bình 2 và Tam Kỳ 2 người. Hiện kết quả xét nghiệm lần 1 có 25 mẫu kết quả âm tính lần 1 tại thành phố Hội An và 108 mẫu đang chờ kết quả. Đang cách ly tập trung gần 800 người, trong đó có 637 người nhập cảnh, cách ly y tế là 4 người. Ngay sau khi thành phố Đà Nẵng công bố nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Quảng Nam đã họp khẩn đưa ra những biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân, Phó Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19, đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, đồng thời tiếp tục phối hợp với hai thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi để nắm bắt thông tin, giám sát các trường hợp có liên quan đến ca dương tính, các trường hợp F1, F2, khoanh vùng, xử lý triệt để. Giao cho Ủy ban các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thành lập các khu cách ly tập trung trên địa bàn mình phụ trách. Như trước đây, có thời điểm cao điểm chúng ta cách ly người từ vùng dịch về, và các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập đến 49 cái khu cách ly tập trung. Tỉnh là đã thành lập 4 cái khu, tổng cộng thời điểm cao nhất thì chúng ta có 53 cái khu cách ly tập trung, kể cả huyện lẫn tỉnh. Cho nên các huyện phải chủ động cái vấn đề này. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng, thường xuyên tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng, rồi ủy ban các xã, phường, thị trấn trên địa bàn mà tiếp tục truy vết, tìm kiếm các cái trường hợp còn lại mà chưa đưa vào cái khu cách ly tập trung. Thì Sở Y tế thì tôi đề nghị là tiếp tục chủ trì phối hợp chặt với Sở Y tế Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi nữa, để điều tra, để truy vết, để lấy yếu tố có yếu tố dịch tễ, hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy trình tiêu độc khử trùng phòng chống dịch tại các khu vực có nguy cơ cao, rồi tham mưu cho ban chỉ đạo, rồi chỉ đạo cho các trung tâm y tế tham mưu cho ban chỉ đạo cấp huyện. Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không hoang mang lo lắng nhưng cũng không được chủ quan, không nghe và tuyên truyền các thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh, đồng thời thực hiện khai báo y tế. Đối với các đơn vị địa phương cần tăng cường các đội phản ứng nhanh, tổ chức ứng trực 100%, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra.